vô chùa đâu. Quán xa gì mà vắng tanh vậy? Chủ quán ơi, chủ quán! Quán! Lâu lâu ghé quán anh không? Này đẹp trai quá. Đẹp hơn chút xưa thôi à. Lúc này làm ăn được không? Tàn tàn phải anh ơi. Còn anh, làm ăn được không? Cũng đỡ được. Vậy à, hè chi đầu ghế thấy nhiều hơn đầu người á. Có cái đầu mới vô nè, đầu mày á. Vô cái chọt luôn câu có lắng nhắc liền à. Quán mình có rượu gì uống anh? Thôi còn vậy tao phải liền à. Vô đây là phải nhậu. Nói kể mấy món rượu em nghe làm khoái liền không? Thử kể coi. Rượu chuối hột nè, rượu rắn nè, rượu ngọc dương nè, thập toàn đại bổ nè, ông uống bà khen nè. Em uống loại rượu nào? Khoan đã, hỏi anh cái này, rượu chuối hột ngâm cái gì trong đó? Chuối hột. Còn rượu tắc kè? Ngâm tắc kè. Rượu rắn? Ngâm con rắn. Ủa? Vậy còn rượu năm bầu ly ông ngâm gì anh? Ý đậu rồi phải không? Hỏi con vui gì mày? Tự nhiên hôm nay tao rượu nam bộ là ông, tao ngâm ông nam bộ là ông gì chẳng? Thì anh nói rượu gì ngâm loại đó. Kêu rượu tắc kè kêu ngâm tắc kè, rồi rượu rắn kêu ngâm rắn. Thì tôi mới hỏi anh rượu nam bộ là ông ngâm gì? Ê, ông nhét bà ông vô chổng, ngâm chổng ổng chổng. Sáng sớm mở hàng là thấy mày nói chuyện có duyên lắm à. Ai cũng nói sớm này, ai cũng đồn nói tôi có duyên mà. Thì là không ai lại nhà tiếp mày thôi. Anh, thời buổi này làm ăn mà không có biết cải cách gì hết à. Cải cách à? Thời buổi này rượu chuối hột ai mà ngâm chuối hột nữa anh ơi. Vậy nó ngâm chuối gì? Chuối chiên. Mày có thấy mày vô duyên không? Ai đi ngâm chuối chiên cho mày? Ngâm chuối xình bình rượu luôn á. Sao mày không xuống tao ngâm chuối xào dừa luôn đi. Mày bậy gì là bà không? Nói chơi anh nữa mà. Vô đây có uống gì không nói thì phục vụ cho. Dẫn vài. Cho ly trà đi. Cái này hơi sốc nha. Vô quán mới mở hàng thấy quán đang vắng không, tự nhiên kêu ly trà không là sao? Chưa, còn nữa. Cái gì nữa? Cục đá. Vậy làm sao? Thì trà đá đó, trà đồi. Trời ơi. Sáng số quán ta gì uống trà đá. Ừ. Tao sợ mày quá, sợ mày thiệt á. À, chưa. Nói nghe nè. Gì nữa? Đô bữa nay nhiêu vậy? Tao thấy mày khùng nặng lắm á nha. Sao vậy? Uống trà đá mà hỏi giá đô mày. Vậy tao mới nể chứ. Nể gì? Không bao giờ biết giá đâu. Ủa? Thì chứ ông biết giá gì? Giá kim cương. Trời ơi, sốc liệt nữa. 500 ngàn. 1 triệu. 1,5 triệu. Trời ơi, có 1,5 triệu à. Thiếu 30 ngàn nữa mới mua đủ 100 đô. Giờ đi đâu mượn ai 30 ngàn? Trời ơi, chú nợ tới. Nó không được nha. Vô tiền thì không ổn rồi đó anh Tâm. Anh Tâm, giờ tiền anh tính sao anh Tâm? Anh có 800 mà anh trả giùm em đi. Em khổ lắm anh Tâm ơi. Ủa tiền gì? Anh coi thì chết em anh Tâm. Tiền mà hôm bữa anh thiếu ai 800 ngàn á em. Anh nhờ em làm mượn giùm 800 ngàn. Em tài lanh xín xỏ, xịn xẻ đó. Em mượn của bà Tư Dâu La. Bây giờ tới ngày trả không có bà giết em chết anh Tâm ơi. Em trả em 800 đi anh Tâm ơi. Mày đòi tiền tao hả? Dạ em cần lắm mà. Chủ quán, cho mượn con dao thôi. Anh Tâm, không có gì. Không có, em cần thiệt anh Tâm. Nhưng mà anh có trả cũng được. Không có cũng không sao anh Tâm. Tao phải cho mọi người biết, mày ép bức tao, mày đòi tiền tao. Tao không có tiền trả mày, tao tự giết tao chứ sao. Tâm, trời, anh nói đâu được anh Tâm. Thì em khổ thiệt mà anh Tâm ơi. Em lại coi như em khổ thiệt tình đó anh Tâm ơi. Anh trả giùm em đi mà đừng có làm vậy mà anh Tâm. Mày khổ à? Dạ. Mày khổ à Vũ? Dạ đúng rồi. Mày khổ sao bằng tao khổ Vũ? Tao khổ lắm Vũ ơi Vũ. Mày coi nè, mấy ngày hôm nay có đêm nào tao ngủ được đâu Vũ. Sao ngủ không được? Mày coi nè, nhìn mặt tao nè. Dạ. Hai cái ma nó hốt vô quá mày thấy không? Trời ơi. Em nói không có tin. Anh làm mặt hốt bẩm sinh mà. Em nói hồi xưa, nhưng mà anh mới sinh ra y như cá liềm kìm rồi. Bây giờ hốt cỡ nào nữa trời. Đó. Anh em bạn bè mà mày đâu có gặp tao thường xuyên, mày đâu có thấy. Dạ. Hồi xưa tao hốt vô có 1 cm thôi. Mấy đêm nay không ngủ giờ nó quất 5 cm. Trời đất ơi. Đó, thấy không? Đưa nguyên hàm răng ra nè. Trời ơi, tội anh quá vậy. Vậy mà mai mày. Mai sao? Hôm qua vô có công ty với Bến Tre.
lên đây kiếm tao, nhận tao vô làm mày. Trời, vậy có việc làm hả? Ờ. Anh làm gì vậy? Nạo dừa bằng mỏ. Ôi trời, có gì hả? Ờ. Có việc làm trả nợ hả? Đó. Thôi tao giỡn với anh đó chứ ai mà giờ tao xài công nghiệp, không ai mà xài bằng mỏ anh ơi. Nhưng mà nói anh nghe nè. Sao gì nữa? Ủa mà anh nói anh là thì khổ sở. Mà tại sao anh nghĩ với anh đi? Ai gặp em cũng nói cho á, ngày nào cũng uống cà phê quán á, không có tiền uống nước ở nhà, đợi tốn tiền uống cà phê quán chi vậy? Đó đó, vụ mày không có hiểu. Tao đâu phải là muốn ra quán đâu. Ra đây là chủ yếu. Me có người nào quen không? Mượn tiền chứ làm gì. Rồi cuối cùng có ai quen không? Không. Tội anh quá ha. Ừ. Nhưng mà cuối cùng cũng có người quen mày. Ủa ai vậy? Mày á. À, mà tao không muốn gặp mày. Đúng rồi, gặp đòi nợ làm sao? Đó, tại tao không muốn gặp mày đâu. Ờ. Nhưng mà em muốn tin anh ơi. Gì nữa? Anh ta anh nghèo rồi, không có tiền trả nợ. Anh coi cái ăn mặc của anh kìa. Ăn mặc sao? Nghèo mặc đồ sọc hường tím giống quỷ không? Trời ơi, cái này là tao bị khổ nội tâm mà người ta không biết. Sao khổ sao nói em nghe coi. Ông bà mà nói có thóc mới cho mượn gạo. Đúng rồi. Tao phải quất bộ đồ vậy nè, tao thấy có tiền tao mới cho mượn chứ Vũ. Trời ơi, cuối cùng có mượn tiền được ai không? Không. Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, thấy bà nghèo mà bà quất bộ đồ sang quá, tao ghét không cho mượn. Trời ơi, anh cũng kỳ cục quá. Rồi nhưng mà bây giờ thiệt thấy anh vậy mà anh không trả tiền em cũng căng nữa. Về bà tư vô làm bà giết em chết luôn á. Anh là bà trả tiền cho em đi anh ơi. Vũ ơi Vũ, mày khổ, mày không có khổ bằng tao đâu Vũ. Sao nữa? Chiều nay nè, chiều nay con tao phải đóng tiền học thiếu 30 ngàn. Và bây giờ con tao nó thất học, nó sẽ mất cả tương lai. Trời ơi trời, bà giết con rồi con ơi. Bà giết chết con rồi. Anh Tâm bình tĩnh, anh Tâm đó. Tao khổ quá Vũ ơi. Rồi, đời anh đã khổ sở rồi, đời của anh phải giàu lên để nuôi anh chứ. Đúng rồi. Tao khổ quá, khổ dây chuyền đâu có được anh. Tao bóp nát tương lai của con tao rồi. Anh nói thiếu bao nhiêu nữa? Tao còn thiếu 30 ngàn nữa thôi Vũ. 30 hả? Trời, 30 ngàn mà không có tiền. Cô ơi, gì vậy? Gì vậy? 30 cho mượn à? Không có mượn, cho luôn. Cho luôn? Chứ gì 30 ngàn mà anh bóp đời con anh khổ lắm. Thôi cầm luôn, cầm đóng tiền học cho con. Trời ơi, Vũ. Trời ơi, con tao được cứu rồi. Mày là vị cứu tinh của con tao. Tao mừng quá Vũ ơi, cảm ơn mày Vũ ơi. Trời ơi, 30 ngàn. Mua đủ 100 đô rồi. Tới học hành đồ vinh. Ủa sao lạ ta? Ủa, tới thì mình đòi tiền mà sao tự nhiên mình lại cho mượn tiền? Không phải cho mượn mà cho luôn tiền nữa ta. Đặc biệt tưởng lạ, anh nhìn biết thấy nha. Khó lắm. Tốt. Ủa, ngày có quỷ xuất hiện hả trời? Ủa, ai vậy? Ta là cướp. Giỡn chơi với tao hay là kìa. Tới. Tới. Nên, đưa tiền đây. Đùa. Tiền chị, em đâu có tiền đâu chị. Đưa tiền đây. Em không có tiền chị ơi. Lẹ lên. Không có. Đó tao bắn bây giờ à. Em không có chị ơi. Vũ, tao còn thiếu mày 800 à. Đúng rồi. Này tao đưa mày 1 triệu. Trả mày 800 coi như. Chị giữ em không có tiền chị. Thằng này có tiền chị cứu nó đi chị. Cứu nó đi chị. Chắc mày có thiếu. Tao phải trả mày Vũ, mày lấy đi Vũ. Có tiền không? Ê, đâu có tiền à. Đứa nào có tiền tao cướp tiền. Đứa nào có sách tao cướp sách. À, trời ơi, chết em rồi. Thì gớm không? Dạ, đây này. Em ơi. Ăn gì, sợ cái gì? Dạ, ăn cướp. Ăn cướp ông nội tao chứ ăn cướp. Không, nó có súng. Nó có súng á. Anh ơi, nó có súng kìa. Trời ơi, để tao nói cho hai bay nghe, súng cái gì. Trời ơi, mày khùng quá cho mày ơi. Nó còn bà hai cháu lòng. Bữa nào cũng qua quán tao, đưa ông mặt nạ vô cầm cái súng. Trời ơi, nó xịt ướt đầy mặt tao mấy lần rồi. Vậy anh coi mặt thiệt là con nhỏ nào vậy? Lật mặt nó ra. Trời ơi, con hằng nè, con Hương khùng nè. Trời nó bị khùng. Trời ơi, mày quá. Vậy là mất hồn mình, con nhỏ thì. Trời ơi, tại sao? Đứa nào ba thằng đứa nào mà làm trong này? Tao bắn nó. Ủa đạn gì vậy? Đạn lé. Đã trúng rồi.
nặng lắm rồi bạn ơi, nó thùng nặng rồi. Con này phải mua cái kem đánh răng tặng nó nha, nó phút cái này không là mình còn ô nhiễm môi trường chết luôn à. Vũ, anh khổ quá Vũ ơi. Sao khổ? Bây giờ mà anh mà không có tiền á là con anh sẽ chết Vũ ơi. Nó chết còn đỡ hơn tôi chết. Bây giờ tôi không có tiền trả cho bà Tư Vô Lam là bà rạch mặt tôi cũng chết thôi. Kệ nó chết đỡ hơn tôi đi nha. Vũ ơi, lấy con dao cho mượn ơi. Ê, dao gì dao. Cầm tiền đi. Cái sự học của con nít nó quan trọng hơn là em. Đúng rồi. Em chết mặt kệ em. Tụi nó sống. Tao mở hàng bay quá, vụ đi vòng vòng ngoài giờ lại quán, tao không mở hàng hết trơn, ăn uống gì nói coi. Em mở hàng. Cũng cái thằng này sáng cũng xám không à. Anh ở đây có gì uống vậy anh? Thì ở đây anh Tư bán rượu mà. Thôi thì cho rượu uống đi. Uống chuối hột hoặc là tắc kè hay ngọc dương thập toàn đại bổ với ông. Chơi chuối hột. Mà anh nói nghe nè, bây giờ chuối hột anh làm ăn phải cải cách đàng hoàng đi. Đúng rồi. Rượu chuối hột ai ngâm chuối hột nữa. Cái ngâm gì? Ngâm chuối à. Thôi mày khỏi nói, đây. Mày với anh này không chung lớp phải không? Hai thằng bay khùng quá, mệt luôn. Khùng trở lại kìa. Đi về nhà đi má, mày đưa ra hoài à. Con này nó không, nhìn nó khùng dai thiệt luôn á nha. Ghiền sao trời. Vũ tao nói mày nghe nha. Tao chưa thấy con quỷ nào mà có mặt xấu như cái mặt này á. Mày có làm răng nó kìa. Răng tao hô, đất tao hô, răng tao nó mày. Có súng ghê. Mày tưởng tượng cái răng này với cái răng đó hai đứa hôn giao sao mày. Cướp hả, mày muốn cướp hả? Bắn tao đi nè, bắn đi. Giỡn dai nè. Hey, con nhỏ này ủa sao nãy cái khùng giống nhau mà cái mặt nó không giống nhau ha. Ủa anh có quen nó không? Ai biết đâu. Ủa? Đây không quen hả? Không quen chủ quán nghe xuống mày bò đi đâu mày hả mày? Tiền đâu đây? Bao nhiêu? 11.500. Sao có gì lẻ mày? Sáng bán được nhiều đưa nhiều chứ hỏi gì kỳ vậy? Sao có gì đây? Quán em qua bị cướp rồi đâu còn nữa đâu đưa chị. Trời ơi sao không đóng cửa vô cho chói cướp? Đóng cửa sao chị vô cướp? Trả tiền của mày. Chị ơi em có ý kiến chị cướp bên nào chị chỉ bên đó em đi. Dạ chị cũng thông cảm nha, là em nói đi chị cướp em rồi thì chỉ qua bên kia đi. Dạ em không có nghe như chị chỉ. Chị em đó mẹ đi. Từ bên nào cũng có mà. Ê, em có tiền. Lấy lên. Em mày có... bước ra đây. Dạ. Có nhiều móc ra mày. Lấy lên. Không có tiền chị ơi. Mày không có mà. Mặt mày mà không tiền. Em có tiền thiệt mà chị. Móc ra lấy mày. Trời ơi, có tiền thiệt mà. Đây. Mày sợ tao mày. Nhiêu? Dạ 10.000 đây chị. Nhanh lên. Gì? Đó, hết rồi đó chị, 30.000 đó chị. Mẹ mèo đặt trúng cừ đó mày. Dạ em đâu có 30.000 trúng cừ, tại em sợ mất 1.500.000 dưới đây nè chị. Mày, đau vũ tao mày, móc tao đây. Đây nè sư tỷ. Thằng tiếp theo ra đây. Em là dân hiến à, em là quân dân hiến chị. Đây, thủ sẵn rồi. Dạ còn đúng 1.500.000, còn đồng nào chết liền, 1.500.000 đúng. Ngàn sao rưỡi. Có vụ lẻ 1.500.000 mày? Dạ, vì nãy em mới ăn đá me 500, còn 1.500.000 gửi lại chị. Dạ. Mặt đẹp trai, mặc quần đồ đẹp, rồi còn có 1.500.000. Dạ thiệt. Có nhiều tiền sắm đồ hết rồi phải không? Dạ, dạ. Qua đây coi. Dạ. Sự thật với chị là không có tiền thiệt. Dạ. Chứ chị cần em lột áo đưa chị chứ. Thôi. Ủa chị ơi, anh có ý kiến hả chị? Sao? Chị là hai thẹo mà, trên người chị mặt chị không thấy có miếng thẹo nào hết trơn hả chị? Nè. Nó mụn bà nội. Kể bên. À, cái bên có miếng thẹo nhỏ xíu kìa. Ủa, ai chém chị hả? Hồi nhỏ đi chơi á, vô bụi bị gai cứa. Vậy hả? Cha sẹo này phải nhìn kinh nghiệm gì mới thấy được đó nha. Ủa, mà mới con cái rồi, còn cái nó ẩn ở đâu nữa kìa ha? Còn cái sau lưng nè. Mày ý, ở dưới đó vậy mình cũng có một cái. Cái gì kìa, tụi bay còn đứa nào nữa không? Hết rồi phải không? Dạ. Không còn tiền gì? Dạ không. Tao đi à? Khoan đã, em xin tái bút. Chị Huyên cái này, cái này đi làm ăn chỗ khác mới được. Thằng này tốt nè. Dạ. Các. Em vậy, em là dân hiến em cho hết nè. Trời ơi, sao cái khu này ngộ ghê ha. Ăn cướp chấn thần kinh không ha, lạ thiệt á. Trời ơi, vậy là tôi mất 100 đô rồi. Ráng chịu. Ê. Dạ. Nhưng mà vẫn còn thiếu em 800 đó nha. Hả? Thắng ngày sao hôm bao giờ nhưng
nhìn thấy tôi là dè, cho rằng tôi vô duyên chẳng ngừa, sao số tôi lao đao thế này. Ta ra 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 đi ta đi 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 đi. Ủa anh xì gì vậy ta? Mình đi tới đâu người ta nói mình là thằng vô duyên tới đó vậy cả. Mà mình có vô duyên không? Chắc không có đâu. Mà nếu có cũng chút đỉnh thôi à. Tại vì mình chưa gặp đúng đối tượng chứ. Cái mặt này đâu đánh đổi đâu. Ê, ê, cô hai. Đi chợ về hả? Chứ đi đâu, xách giỏ thì đi chợ về chứ đi đâu. Ủa mấy cái này mua đó hả? Vậy chứ không lẽ ăn cắp. Biết đâu chừng. Trời ơi, không này. Hồi sáng tay đánh phải không? Nói giỡn chơi thôi làm gì dữ vậy. Trời ơi, cái vô duyên không. Rồi sao đường rộng mênh mông nó không đi. Là tràn ràng qua lại gì chi vậy? Muốn cái gì? Muốn biết tên. Cô cho tôi biết tên rồi tôi cho cô qua liền. Vô duyên nữa. Tôi với anh đâu có quen biết, hỏi tên tôi làm cái gì? Thì không quen không biết mới hỏi tên, chứ biết hỏi tên bà nội làm cái gì bà nội. Trời ơi, từ em lên tới bà nội rồi thôi chết rồi. Trời ơi, sáng sớm gặp nhằn ở thằng vô duyên. Vô duyên quá. Là vô duyên luôn á. Nói gì tôi cũng được, đừng nói tôi vô duyên nha. Nhiều người nói rồi đó. Trời ơi. Đừng nói nữa nghe. Xin lỗi à. Bây giờ cho biết tên không? Hay là muốn ở đây tới tối? Trời đất ơi. Nói tên rồi tôi cho về. Tên Mót ông ơi. Mót. Gì? Trời ơi, hết hồn. Cái tên hợp với người dễ sợ luôn. Trời ơi. Mót năm nay nhiêu tuổi vậy? Trời ơi, 24 tuổi. 24 tuổi? Không dám 24 tuổi đâu. Trẻ hơn phải không? Mặt mẹ già khằn gì mà 24 tuổi ai tin. Trời ơi, sao mà vô duyên dữ vậy trời. Tôi nói thiệt đó. Tuổi thiệt đó ông. Tuổi thiệt mà già vậy đó hả? Chắc tại làm ruộng văn nắng nên thấy tôi già chứ. 24 tuổi ha. Nhìn giống 40 quá. Trời ơi. Có chồng con gì chưa? Khỏi kỳ quá. Còn nhỏ xíu chồng con gì. Không dám nhỏ đâu. Tuổi của bà là có chồng được rồi. À, tôi biết rồi. Chắc gia đình thiếu nợ, thiếu nần nhiều quá, không ai dám lấy, sợ về trả nợ giùm chứ gì. Trời ơi, sao mà vô duyên dữ vậy trời ơi. Dây nợ của ai đâu, nhà tôi có thiếu nợ của ai đâu. Tôi không phải gia đình nghèo đâu nghe. Ôi, đừng có xạo bà ơi. Không mắc nợ. Không mắc nợ sao không có chồng? Bà không muốn. Không muốn, muốn thay mồ làm bộ hoài. Trời. Cái tuổi bà đó, nhiều người 4 năm đời chồng 7-8 đứa con, kiểu này chắc ế nè. Xin lỗi à, không dám ế đâu. Nhìn kỹ đi, mặt vậy mà ế hả? Vậy chứ mặt nào mới ế, có ai ưng đâu mà không ế. Sao anh biết không ai ưng? Nhìn là biết liền, xấu như ma vậy ai lấy. Mặt tôi xấu như ma vậy còn đỡ hơn mặt anh à. Mặt tôi làm sao? Mặt anh giống quỷ á, quỷ mà còn ăn nói vô duyên nữa. Nè, ăn nói đàng hoàng nha. Hồi nãy giờ tôi nói chuyện tình cảm với cô, tôi lịch sự với cô. Sao cô nói xấu tôi? Ý trời ơi. Hả? Anh không nói xấu tôi làm sao tôi nói xấu anh được. Trời. Muốn kêu người ta làm chứng không? Nãy giờ tôi nói xấu cô gì đâu. Thì nó mặt mày tôi giống ma này ma nọ đó. Tôi thấy sao tôi nói vậy thực tế chứ bộ. Hả? Vậy chứ anh thấy ma chưa? Chưa. Chưa sao anh biết mà anh nói? Tôi nghe người ta nói tôi bắt trước. Biết thì nói, không biết thì thôi. Nói tầm bậy tầm bạ người ta giọng trong vô cao mặn mặt mà nói sao xui à. Tôi tưởng nó ma đẹp, tôi đâu biết ma xấu đâu, xin lỗi đi. Trời đất ơi. Bây giờ cô không chịu ma chứ giờ cô chịu cái mặt cô giống gì? Không giống ai hết á, mặt mũi tôi sao thay kệ bà nội tôi. Tôi không cần anh khen chơi vậy đó. Cần thì thôi. Tôi không thèm quan tâm tới nữa đâu. Gì cười nó đây ông, mỗi lần ông mà chuyển qua cười tôi sợ lắm. Tôi muốn nói cái chuyện này. Gì nữa? Với Mót. Trời ơi tôi chết rồi, sao tự nhiên chuyển nhanh vậy ông? Tôi có điều này nè. Điều gì? Điều gì nói đại đi để tôi còn về nhà nữa. Tôi thấy Mót cũng lớn rồi. Mà không ai lấy Mót hết á. Trời. Mà bây giờ không ấy Mót lấy tôi đi. Trời ơi, không dám đâu, buông ra. Buông ra là cái gì vậy? Chừng nào nói lấy tôi buông. Trời ơi, buông ra. Không buông. Đồ vô duyên quá, vô duyên đồ của ôn binh, đồ cô hồ các đảng. Trời ơi, buông ra. Cái gì vậy Mót? Dạ. Mày chửi con mày hay chửi ai dữ vậy Mót? Trời ơi, con nói ông bác cái nghĩ coi đi. Con gặp cổ đi giữa đường, con biết là người ở xóm mình, con hỏi tên cổ để cho con biết tên, con gặp chào hỏi đàng hoàng, tự nhiên mới hỏi tên cổ chửi con à. Không dám.
nhiên đâu. Cái đó mày bậy nghe mót. Trời ơi. Cái con... đó mày bậy à. Không có, con nói cho ông. Bác nói cho con nghe, mình là con gái đẹp phải không? Đi ra đường người ta thấy đẹp, người ta mới chọc ghẹo, người ta hỏi thăm, hỏi tên tôi, hỏi tuổi, thì mình nói cho người ta biết. Làm gì mày chửi người ta? Ông thằng chết này nó rất là đàng hoàng tử tế, chứ sao mày chửi nó? Không. Đó thấy không? Nói với thằng quỷ già đâu có được không? Trời ơi đó. À giật mày súng đạn ăn mày. Đó. Tao tự nhiên mày rủa tao thằng quỷ sống. Đó. Bởi vì cái bản mặt mày người ta chửi là phải đồ vô. Vô duyên. Ủa sao ai cũng chửi tôi hết trơn ở trọ vậy trời. Nhiều năm lòng cứ mong cầu tìm cho một ai, mà sao chẳng thấy ai bằng lòng nói lời yêu. Trời thiệt chẳng sắp cho công bằng, người thì có bốn năm bà yêu, cơ sao tôi đây không được người nào. Lòng sai tình mới đây nhưng cô ta lại đi, vì sao người quay lưng lặng lẽ mà đi. Lòng này muốn nói câu trao tình mà người chẳng lắng nghe lời yêu. Phải chăng do tôi vô duyên mà ra, dẫn mình vô duyên. Ha, buồn quá. Anh Bảy ơi, duyên chồng tình với anh chạy. Anh Bảy, cho tôi đi với anh Bảy. Trời ơi, lẹ quá. Mà giữ lại đi, ông thân gia mà. Ờ, thôi bà con à đi. Ủa, có chuyện gì mà cả đàn cả lũ kéo nhau đi vậy cả? Không lẽ trái nhà? Em mình phải đi theo họ mới biết được chứ. Ô, chào quý khách, cung hỷ. Dạ, 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 mời anh Tư. Dạ, ăn chưa gì nó bước vô à? Dạ, mời anh Tư ngồi. À, chị. Dạ, cảm ơn chị Tám. Dạ, chị Tám cũng bận biểu dữ lắm mà nhất chút thời gian ghé đây. Dạ, tôi mừng dạ. Lắm này. Dạ, dạ, tôi hôm nào cũng mới qua. Thôi thỉnh chị Tám vô trong ngồi à. À, anh Bảy, à, cô Ba, dạ, dạ, mời vô trong ngồi à. Dạ. Dạ, cảm ơn ông Năm à. Dạ, 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 mời, dạ, mời vô coi. Dạ, dạ, dạ. Bác Năm. À, chết tôi rồi, trời ơi. Bữa nay tân gia hả? Đã nha. Tính làm mặt lạ hả? À, mời vô. Ngồi. Ủa, ngồi hết rồi, tôi ngồi đâu? Ô, khách quý mà. Khách quý phải ngồi bàn đặc biệt. À, vô đây ha. À, cậu Trấn, qua đây nè. Đâu? Đó, đó. Ý, không phải, qua chỗ này. À, đây này, theo tôi cậu Trấn. À, đó, đây nè, chỗ này nè. À, đây là đặc biệt dành cho cậu á. Trời, tôi ngồi đây hả? Đừng có ngại, cứ ngồi ăn uống thoải mái đi. Đồ ăn thức uống ê chề nè. Đây nè, à, tôi gấp cho cậu không nè. Đó, 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 ăn đi, đó. Ê, đây là rượu nữa nè, đó, nè, rót ra nè, cứ uống cho đã, không sai là không về. À, cái tiếng Tàu người ta nói là mậu chui mậu chẩu á, không sai không về. Bác Năm có làm gì đi làm đi, để con ở đây tự nhiên ăn uống được rồi, không cần bác phải bận tâm phục vụ đâu. Tự nhiên nha không, cứ tự nhiên. Nè, ăn đi. Dạ, dạ. Mồi này cũng bén rồi nghe. Khoan, khoan. Dạ, xin lỗi bà con. Dạ, xin bà con ngưng. Ngưng nói chuyện. Cho tôi hỏi bà con tao qua. Thưa với bà con, trong mấy người mà có mặt ở đây, ai là cái người chủ mưu báo tin cho thằng Trớt, cái thằng vô duyên nhất sớm mà biết nhà tôi bữa nay làm tiệc tân gia mà tới đây? Hả? Ai? Ai lên tiếng đi. Cái gì mà la sùm với ông? Đâu có chuyện gì. Ở trên này nói chuyện ồn ào à. Nói chuyện... chuyện... thời sự mà. Nói chuyện sự hả? À, thời tiết đó. Thời sự, thời tiết hả? À. Ủa, bộ sắp có bão hả? Nói bậy đi. Đâu mà có. Cơn bão số 5 nó đi luôn rồi. Nó không có vòng lại đâu. Thôi, cứ ăn uống đi. Ăn uống đi cho no đi. Đừng có nói nữa. Tôi ngồi dưới không có vui bằng trên này gì hết á. Nhưng mà ở trên này hết chỗ rồi, giờ cậu Trớt xuống dưới ngồi ha. Ôi, cái chỗ ngồi đâu có cần gì đâu, bác Năm. Đâu có cần gì đâu.
Ngồi đây ăn giùm tao, đừng có nói bậy nói bạ nghe chết. Biết rồi. À, vô đây. Cái món gỏi gà này ngon quá. Thôi, tôi già tôi không ăn gỏi gà đâu, tôi ăn tôm sú này chứ. Tôi ăn. Dạ anh à. Anh lắm ăn cái món cà ri gà. Tôi nhớ không tôm sú xe xịn đó phải không anh? Tôi khoái cái món vịt quay à. Tự nhiên đó bà con, trời vui quá. Vui à. Cái nhà đẹp quá. Bác Năm. Ăn đi, đừng nói bậy nói bạ. Cho tôi khen cái nhà anh chút đi. Làm gì dữ vậy? Thôi kệ, để cho nó nói, nó khen gì nó khen đi. Nó mở miệng ra là không có nên. Cái nhà đẹp quá bác Năm ha. Bác cắt cái nhà này nhiêu dữ vậy bác Năm? Mày này chắc là người thứ mấy chục hỏi tao rồi đó. Nhà này tao cất 10 lượng vàng. Trời ơi, cái nhà gì mà cất 10 lượng vàng? Cái trời, 5 lượng là dữ lắm mà. Trời ơi, 5 lượng sao đủ mày? Không đủ thì thôi, mình ở cái chòi tranh như lúc trước cũng được vậy. Cần gì phải xây nhà cửa lớn lên cho tốn tiền. Mày nói gì sao phải trớt. Có ai muốn mình ở nhà tranh vách lá suốt đời đâu mày. Sống thì phải vươn lên chứ. Con thấy như vậy nè bác Tư. Thôi con... đi nói trời gì? Vậy mà hay với bác Tư ơi. Vậy hay là sao? Hay ở cái chỗ nào? Hay cái chỗ là cái chòi nó rẻ tiền. Nếu xảy ra quả hoạn thì mình đỡ hao tốn. Còn cái nhà lớn như vậy nó mà lỡ cháy là 10 lượng cái vàng của ông tiêu hết trơn. Thôi mấy người buông tôi ra coi. Làm gì mà lớn quá. Mày nè. Buông ra. Tôi chưa ăn no, tôi chưa ăn no. Dạ xin bà con bình tĩnh trời ơi, bữa nay tôi mời tôi thỉnh bà con tới đây ăn tân gia. Mà không ngờ không biết ai thỉnh cái thằng cu hồn mà nó tới nó trù tôi mới ăn tân gia mà nó nhà cháy trời ơi. Mày. Tôi chưa ăn no. Ăn no không ăn no gì mày cũng đi về mày ra khỏi nhà tao. Buông ra. Bà con đâu loay cổ thằng này ra ngoài giúp tôi trời ơi. Gãy xương tôi. Nó cu hồn cắt đã. Trời, cửa nẻo gì có chút xíu quá sao lọt. Từ thủng thẳng chứ. Ép quá tôi loại ruột bây giờ à. Cất nhà mà ông dám mở cửa động ra. Lỡ mai mốt là ông khiêng cái thùng vuông vuông vào sao lọt. Lúc đó phải phá cửa hả? Trời ơi, thùng vuông vuông ý mày nói cái quan tài hả mấy ông? Trời ơi, cái quan tài á, đựng cha ông rồi lần đó. Trời ơi, cất nhà không chịu tính trước dở quá. Đồ hàng quỷ sư, đồ hà bá. Ơi bà con làm ơn đưa nó đi về giùm tôi đi. Dạ 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 dạ. Trời ơi, sao đời tôi khốn khổ thế này. Ôi gì đâu mà mọi người đối xử tệ bạc với tôi như vậy. Thiệt là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí mà. Tết nhất mà mặt mày tôi. Ôi trời ơi. Thôi than gian gì nữa. Tao nói với mày hoài mà mày không chịu nghe tao. Con trai lớn rồi, không lo tìm việc làm để lo cái tấm thân, rồi mày còn lo cho mẹ mày nữa chứ. Cứ liêu lỏng suốt ngày ăn bậy bạ để cho thân thể ra như vậy đó cũng vừa mày lắm mà. Trời ơi, tôi bị gì không ăn uống, tôi còn chửi tôi nữa. Tôi bị vậy đó là tại má hết á. Sao tại tao? Má sinh tôi ra để người khác bắt miếng tôi đi. Má bắt miếng tôi làm chi thì tôi ăn nói vô duyên giống má đó, họ đánh họ chửi tôi chứ sao. Nín nè, mày đừng có nói vậy cho mày. Mày hỏi hết cái xóm này coi ha, coi ai vô duyên. Trời ơi, nói thiệt với mày đó hả? Tao mà có duyên bao nhiêu hả? Thì cái mặt của mày nó vô duyên bấy nhiêu à? Trời. Trời đất ơi, mày con tao, tao đẻ mày ra mà mày không giống tao được chút nào. Mà nhà mày giống anh cha Tư hàng xóm. Có nổi điên lên không? Đúng rồi. Má có duyên ghê ha. Con là con của má mà giống cha Tư hàng xóm. Vậy chắc má gặp với cha Tư hàng xóm mới sanh ra tôi à? Nín. Trời đất ơi,
Mày ăn nói với tao như vậy đó hả trời? Nói làm sao? Với tao mà mày còn ăn nói vô duyên khởi đó đó hả? Hèn chi, lối xóm không giả mày tét miệng là vừa rồi. Gần tới năm 2000 rồi nghe con. Nói chuyện cho có duyên dùng chút nghe con. Đừng có vô duyên vậy nha con, mất dạy vậy nghe con. Năm 2000 sao? Thì năm 2000 trái đất này nó nổ tung, tận thế chết chứ làm sao? Tôi thấy à, năm 2000 này chỉ có một mình má tận chứ không ai tận hết. Đồ nhảm không? Trời ơi trời, mày ăn nói gì kỳ cục vậy mày? Đi, đi ra khỏi nhà tao, cái đồ vô duyên. Ủa, có ai tìm tao trước nhà? Để tao ra coi. Còn mày chuẩn bị đi, cứu quái ra khỏi nhà tao, đồ thằng vô duyên. Dạ, dạ, chào các anh các chị. Có chuyện gì mà đông vui quá vậy? Trời ơi, tụi tôi tới tới tặng quà. Tặng quà thôi hả? Dạ, dạ tặng quà cho chị. Hả? Tặng quà Tết? Dạ. Trời ơi, sự thật như vậy hả? Sự thật mà. Ôi, cảm ơn quý quá anh chị nhiều quá. Sao mà anh chị tốt với gia đình của em, ủa của tôi quá vậy? Trời, có gì đâu. À, tại tụi tôi muốn hưởng cái Tết bình yên mà chị. Đúng vậy. Ủa vậy là sao? Trời ơi thì đâu có gì. Tặng quà cho chị là chỉ mong chị giúp cho từ mùng 1 tới mùng 3 Tết á. Chị ráng làm sao mà chị giữ giùm cái thằng trớt con chị chứ. Đừng có cho nó ra đường là được à. Dạ, tụi tôi sợ nó lắm. Ủa, nói vậy mấy anh mấy chị nói vậy là tôi giữ con tôi. Dạ. Mà giữ nó bằng cách nào? Tụi tôi có cách mà. Dạ có cách hết đó chị ơi. Cách gì? Cách vậy nè, để tôi nói chị nghe ha. Hả? Đó, vậy là xong mà. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Nhưng mà ở chị á, thường thường hãy bánh xếp đi á, thì bánh quy phải lại. Các anh chị đã tặng quà cho tôi nhiều quá mà tôi không tặng lại cái gì á thì tôi thấy tôi ngại quá hà. Ôi, có gì đâu chị ơi. Miễn sao chị giúp cho chúng tôi á, ru nó ngủ 3 ngày Tết là đủ rồi. Dạ, dạ, yên tâm đi. Dưới cái kế hoạch của anh chị nãy giờ nói đó nghe, tôi bảo đảm nó ngủ 5 ngày nữa chứ đừng có nói ba. Dạ, vậy là cảm ơn chị nhiều. Tôi mà con tôi đẻ tôi biết mà. Nó vô duyên lắm. Bởi vậy thôi, bây giờ cũng đại diện gia đình xin lỗi các anh chị ở đây, cũng niệm tình tha thứ. Sẵn đây ngày hết Tết đến, tôi xin chúc cho các anh chị hưởng một mùa xuân. Mùa xuân gì ha? Dạ chị cứ nói đại đi. Kể nói đại đi ha. Dạ. Dạ một mùa xuân phước bất trùng lai quả vô đơn chí. Cái gì mà? Tấn tài tấn bình an, tấn tới lấn lui văng xuống sàn. Trời ơi, cái con mẹ này cũng vô duyên như là con của mẹ hả? Dạ, nói vô duyên quá. Dạ, mẹ nói vô duyên quá bà. Đừng tới nhà tôi nha. Thôi, 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 vậy, vậy, vậy. Ôi, đồ giấy vừa, gia đình vô duyên quá. Trời ơi, đi vậy. Trời ơi, không lẽ hộ khẩu tôi vô duyên hết sao? Ủa, có cái chuyện gì mà họ chửi má quá trời vậy? Ai biết đâu, khi không cái tao chúc xuân họ à. Mà mày biết không, tao chúc thường á. Họ khi dễ nhà mình không có trí tuệ. Nên tao chúc văn chương chữ nho, mày hiểu không? Mà tại họ không hiểu, cái trí tuệ của họ hẹp quá nên họ không có hiểu được cái ý của tao. Cho nên họ chửi tao, mày nghĩ quá à. Có tức không à? Tức mày. Nói vừa vừa thôi nó qua ho. Mới nước mở dạ. Tao nói mà cũng tại mày hết trơn à. Tại tôi sao? Tại mày không à. Mày vô duyên cái mày lây qua tao, mày thấy không? Trời ơi, hồi đó tới giờ chưa ai nói tao vô duyên. Bây giờ tự nhiên có người nói tao. Mày thấy không? Cũng tại vì mày không à. Tôi không mày có vô duyên người ta mới đưa cái ly nước như vậy nè. Mày thấy không? Cái ly nước gì? Miếng này để tao uống miếng này. Tao xuống cho nó xuống tao nói nữa. Thì đưa cái ly nước này nè cho mày uống. Mày uống là mày ngủ 3 ngày 3 đêm. Đặng mày cấm họng mày đợi. Đặng mày đừng có nói. Chứ tao đâu. Ủa sao? Ủa sao còn miếng nước nào hết vậy trời? Cái ly đó má uống hết rồi. Trời. Trời. Vậy là tao. Hả? Má. Má. Rồi, ngủ rồi. Trời ơi. Mô Phật. Mấy năm rồi mới hưởng được cái Tết bình yên. Thằng vô duyên giờ này chưa xuất hiện. Chắc nó ngủ rồi không? Tôi nói thiệt với anh đó nha. Tôi nói thiệt chứ tôi dái nó ngủ luôn 3 ngày Tết hết. Trời ơi, tôi cúng ông điệm mấy nãy chuối luôn cái đợt này. Nhưng mà nghĩ thiệt lạ nha. Không có ai gia đình nào mà như gia đình đó.
sao gia đình gì mà vô duyên vậy? Ông sợ đúng rồi. Mẹ tới con vô duyên thiệt. Không chưa người nào trơn rồi đó. Với chuyện nói ai vô duyên đó. Nó tới rồi, nó tới rồi. Anh em vô. Cái vụ gì mà chạy dữ vậy bà con? Vô nha ông ơi. Cái gì? Vô duyên nó tới kìa. Nó tới hả? Chết mẹ. Thôi đóng cửa lại cho chắc ăn. Ủa cái gì đây, cái cẳng quai đây của con mày đó hả? Chết nó chứ còn ai nữa. Đi đâu đây ông nội? Con đi cha ơi, ba ngày tết rỗi rảnh ghé thăm bác Tư cha ơi. Thăm tao hả? Dạ. Thôi được, mày muốn thăm thì thăm, nhưng con ơi thăm thôi chứ đừng nói gì nghe con, thấy không? Không được nói câu nào hết nghe. Thăm mà không được nói hả? Mày hứa đi, mày hứa tao mới cho vô nhà. Không đi ra ngoài tao đóng cửa à. Từ từ hứa chứ làm gì dữ vậy? Hứa không? Hứa. Hứa phải giữ lời nghe mày. Dạ. Bắt cho con vô nhà nghe. Vô đi. Sao hồi hộp quá. Trời ơi cái miệng nó dảnh rồi, Trời ơi cái miệng nó dảnh lên rồi nghe trời. Ý. Cái nín liền. Câm họng lại, đồ đạc trong nhà tao sao thay kệ tao. Mày chỉ lấy con mắt ngó tui, không có được nói. Tao đã cấm rồi, bây giờ mày muốn nói phải không? Ra ngoài đường nói một mình anh mày nghe đi, tao không nghe. Vậy đó, muốn gì cứ ra giấu chứ đừng nói. Ngồi ghế chơi đi. Cái gì? Muốn uống nước trà hả? Được. Muốn uống trà thì tao có trà nè. Trà nè, uống đi. Con dơi ngon lắm. Cứ uống thoải mái. Hết bình này tao châm thêm bình khác. Bác Tư. Uống trà đi con ha. Hết rồi hả? Để tao châm thêm. Ông này kỳ thiệt ta. Khách tới nhà chơi mà không cho nói. Ê, lãm nhảm cái gì đó chú ơi. Dặn rồi nhớ không? Dạ con nói. Mày không được nói gì hết. Mày chỉ im lặng uống nước trà thôi. Bác Tư, bác làm ơn cho con nói chỉ một câu thôi. Một câu duy nhất thôi. Một câu thôi phải không? Thôi được, tao cho phép mày nói. Chỉ một câu thôi nghe. Nói đi. Con thấy ngoài cái chuyện pha trà cho khách đó là bác còn phải cho con nói năm câu chứ vui nhà vui cửa ba ngày Tết chứ. Chẳng hạn như là nói vài lời cảm ơn hay là hỏi thăm sức khỏe của bác. Xem bác có đau yếu bệnh hoạn gì không, bác có vướng phải cái bệnh nan y nào không. Trời để ơi. Con còn biết cách gì giúp bác chứ. Con có nhiều bài thuốc hay lắm nghe. Bác bệnh gì nói thiệt đi, đừng có giấu, con giúp cho. Thôi được. Tao cảm ơn mày. Mày đã có lòng quan tâm tới tao, thấy không? Sức khỏe tao vẫn tốt, chẳng vướng phải cái bệnh nan y nào. Mày yên tâm đi. Uống nước đi. Con nói bao nhiêu đủ rồi. Uống nước đi con. Chưa đủ mà, con còn nhiều chuyện muốn nói lắm. Mày muốn nói gì nữa? Thôi đi. Con thôi, đừng có nói. Mỗi lần mà nghe mày nói, trong lòng tao nó cứ phập phồng lo sợ quá. Có gì đâu sợ. Sợ cái lời nói của mày vô duyên đó. Không có đâu. Không có vô duyên đâu, bác yên tâm đi. Tết con nói chuyện vui vẻ đàng hoàng lắm, không có vô duyên đâu. Vui vẻ đàng hoàng phải không? Dạ. Chắc không? Chắc. Chắc thì nói, không chắc thì thôi nghe. Bảo đảm bác tin con đi. Thôi được, tao tin mày á. Cho phép mày nói đó. Câu thôi nghe. Bác Tư. Ừ? Nhỏ đẹp trai quá ha. Nói gì được đó con. Cười gì mà mặt. Nhỏ ơi, giống Bác Tư quá ha. Dĩ nhiên. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh chứ mày. Con bác hả? Bậy, cái đó bậy đó. Cái đó bậy thấy chưa. Mới vừa khen thì lại ăn nói tầm bậy tầm bạ rồi. Mày đúng là vô duyên mà. Mày nhìn kỹ coi tao từng tuổi này mà có con 3-4 tuổi hả? Cháu nội tao đó. Cháu nội?
Thiệt không đó? Con rồi nó đại con đi, đừng có giấu tội chết nghe bác Tư. Cháu nội thì tao nói cháu nội, chứ sợ gì mà phải nói gian nói dối. Tao già rồi nghe mày. Bộ già không biết kiếm vợ bé à? Ở trên đời này thiếu gì người già như bác mà có vợ bé, vợ mọn. Họ lén lén vợ á, đi uống bia ôm nữa. Con nói cho bác biết nha, bác đừng có lén lúc đi đêm đi hôm mà có lỡ dướng xì đa là khổ quá nghe. Trời ơi, nín liền. Trời đất quỷ thần ơi, mày ăn nói vô duyên cũng vừa phải thôi. Có đâu mà vô duyên dữ vậy mày? Tao lén đi đêm đi hôm bao giờ đâu mà mày nói vậy chứ. Mày muốn nói xấu tao phải không mày? Đâu có, con chỉ dặn dò thôi. Im mày, tao cấm mày nghe. Mày không được quyền mở miệng ra nữa. Mà mày mở miệng ra là tao tống cổ mày ra ngoài đường liền bây giờ đó. Ăn nói vô duyên vậy mà cũng nói được. Trên đời này tao chưa từng thấy ai vô duyên như mày. Muốn nói cái gì thì cũng phải động não, phải suy nghĩ, xem lời nói của mình có phật ý ai không rồi hả nói. Mà trước khi nói á thì phải uống lưỡi 7 lần mới nói, được chưa? Có đâu mà ăn nói buông thùa vậy mà nói được. Mày có nghe tao nói gì không Trất? Có nghe không? Nghe mà hiểu không? Ráng nhớ để rồi ăn nói cho đàng hoàng nghe con. Bác Tư. Gì nữa? Lời bác Tư nói con đã hiểu. Con tính không nói nhưng mà sợ bác không hiểu. Con xin được nói chuyện đàng hoàng, mong bác Tư cho phép. Con sẽ uống lưỡi 7 lần trước khi nói, bảo đảm không làm phật ý bác Tư đâu. Đúng vậy phải không? Dạ. Thôi được rồi, mày đến thăm tao thì tao cho phép mày nói, nhưng mà mày chỉ nói về tao thôi. Còn con cháu nội tao trong nhà hay là người khác á, mày không được quyền nói, nghe chưa? Dạ. Muốn nói gì nói đi. Mày làm gì vậy? Dạ uống lưỡi. Mới có 4 lần giờ uống thêm 3 lần nữa. Dạ bây giờ con nói được hả? Nói đi. Uống 7 lần hả? Ừ. Bác Tư. Ừ. Năm nay bác nhiêu tuổi à? Đó mày đoán xem tao năm nay bao nhiêu? 50. Không đúng. 40. Chặt lắc. 20. Trời đất ơi, tao gì mà 20 tuổi hả mày? 20 tuổi thì nắm gì bạn mày chứ đâu phải bác mày đâu. Vậy năm nay bác nhiêu nói mẹ đã cho rồi, mày đặt đố hoài. 80. Gì? 80 rồi. Trời đất ơi, 80. Thân thể vẫn khỏe mạnh cường tráng gì sao trời. Mày thấy săn ghê chưa? Săn. Nhờ tao thường xuyên vận động thân thể mà, sáng nào tao cũng tập dưỡng sinh đó. Vậy hả? Để giữ gìn sức khỏe nên mới được như vậy đó chứ. Vậy hả? Tao đang phấn đấu để sống đến 100 tuổi bằng ông nội tao ngày xưa. Bộ muốn thành quỷ hay sao mà sống lâu dữ vậy? Trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, sao mày cứ rủa tao hoài vậy chất? Ê chất. Dạ. Tao đối với mày tốt quá mà. Mày vô nhà tao đó, tao ân cần mời mày uống nước trà, rất là lịch sự. Mà tại sao mày hết trù tao bệnh sida, rồi bây giờ mày rủa tao thành quỷ nữa là sao mày? Hả? Mày hứa với tao là mày ăn nói đàng hoàng, tao thương tình để cho mày nói. Vậy mà hết lần này đến lần khác mày cứ ăn nói tầm bậy tầm bạ, vô duyên vô dụng. Thôi, kể từ giờ phút này á, mày chỉ phép ra dấu thôi chứ không được quyền nói. Tao sợ cái lời ăn tiếng nói của mày quá trời quá đất rồi. Dĩ tình cái chỗ láng giềng, không thôi tao tống cổ mày ra ngoài sân nãy giờ rồi. Thôi, uống trà đi ông nội. Muốn gì nữa đây? Mày muốn cái gì? Tao không có hiểu. Trời đất ơi, tao khổ mày quá. Thôi nói đi ông nội. Mày muốn gì tao? Bác Tư, bác làm ơn há miệng cho con xem ơi. Làm gì vậy? Con xem răng bác Tư còn tốt không nha. Giờ này muốn làm nha sĩ khám răng hả? Được, mày muốn xem tao cho mày xem nè. Chà, răng bác Tư tốt quá, không có cái nào sâu hết.
Làm sao có được? Tao là người luôn luôn giữ gìn vệ sinh mà mày. Bắt giữ bằng cách nào chỉ con coi? Thì cũng đơn giản thôi. Đơn giản cũng như đang giỡn nha. Chỉ cần thường xuyên đánh răng. Sáng ngủ dậy đánh răng. Đó, thấy không? Trưa ngủ dậy đánh răng. Tối trước khi đi ngủ cũng đánh răng. Uống nước trà xong cũng đánh răng. Ăn bánh xong cũng đánh răng. Mà nói tóm lại là tối ngày cứ đánh răng không à. Mày thấy không? Cái xóm này á, mấy cái ông mà tuổi cỡ tao á nghe, là húp cháo. Còn tao nhai láng hết. Nhai mía nè, cốc ổi nè, cái gì tao nhai cũng được hết. Phải công nhận là cái răng bác Tư tốt thiệt ta. Tốt quá chứ. Răng mày chưa chắc tốt bằng răng tao đâu. Đúng rồi. Mà bác Tư biết không, con nghe mấy ông bà già xưa người ta nói đó, cái tuổi tác cái già như bác này nè, mà răng còn đủ còn tốt đó. Ngoài cái việc nhai cơm rồi nhai mía nhai cốc ổi gì nãy bác nói, mà còn nhai luôn cả con cả cháu nữa. Bởi vậy con cháu ngóc đầu lên đâu có nổi, cả đời mạc cộng từ đường gì bác luôn á. Trời đất quỷ thần ơi, cái thằng quỷ sứ, cái thằng ác ôn mắt dịch vật mày, cái thằng vô duyên, sao mày cứ trù tao hoài vậy mày? Mày ra khỏi nhà tao, đi liền, ra ngoài ngay, đi. Cái gì kỳ vậy bác Tư? Con nói không đúng rồi sao bác giận như vậy? Con nghe mấy ông bà già xưa nói lại vậy, con nói vậy thôi chứ cho con ngồi chơi chút mà. Không, tao không muốn nhìn thấy mày ở nhà tao một phút một giây nào nữa. Ra khỏi nhà tao ngay, đi liền. Đừng mà, đừng lôi kéo, để từ từ con đi thôi. Đau quá trời ơi, trời, chết tôi à. Tại mày chứ không phải tại tao nghe. Tại bác, lâu tôi mới té đó. Nhà có thuốc đỏ không? Không có. Mày ra ngoài đường á, muốn làm gì thì mày làm. Ở trong nhà tao á, tao không muốn nghe mày nói nữa. Đi liền. Đó, đó, ra ngoài đó đó, la cho cả cái miệng đi. Đó. Tôi có nói gì sai đâu. Không sai thì bắt đi hỏi ông hai cổ đại coi. Tôi có nói gì đâu. Người đâu mà khó quá trời. Cái gì cũng bắt bẻ hết trơn á trời. Quên nữa. Ông Tư ơi, ông Tư, mở cửa nói câu nè, ông Tư. Cái gì đó, trời đánh mày phá nhà tao hả mày? Ông Tư, phá nhà tao hả gì đó? Bà con ơi, phá nhà tôi nè. Nó phá nhà tôi, nãy giờ nó chửi nó rủa tôi đã gì nó muốn phá nhà. Nó không quậy. Không có nghe, không có phá nhà tôi, gõ cửa thôi nghe. Tại vì ai cũng nói tôi vô duyên hết á. Tôi muốn nói cho ông Tư hiểu rằng tôi không có vô duyên. Tôi nói một câu cuối cùng rồi tôi đi về nhà tôi ngủ. Mày câm họng lại liền, mày không có nói tiếng nào hết. Câm họng lại liền. Cho nó nói câu đi, cho nó nói câu rồi. Cho nó về đi thôi trời ơi. Cho nó về tôi đi. Tôi không nói là tôi không ngủ được. Không ngủ được. Nói đi. Mày nói cho đàng hoàng nghe, mày nói tầm bậy là cái mỏ mày đắp muối đó. Hồi nãy giờ đó tôi có lỡ nói gì tôi xin lỗi ông Tư được chưa? Đó. Đó, nhưng mà nãy giờ tôi có lỡ nói ông Tư đó thì hơi nhiều. Nhưng mà riêng cháu nội ông Tư á tôi không có nói gì hết trơn cái trời, đúng không? Lát tôi về đó mà nó trúng gió đó, nó bắt phong bắt dịch nó chết đừng có đổ thừa tôi nha. Giật mày, ông trời đánh thanh đâm. Mày rủa cháu tao hả? Đánh nó bà con ơi.